Ok, hello, xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Thì hiện tại thì được đang ở đang chống binh vợ của em Quý. Đâu em Quý để kiếm một Quý. Mà ông đi tút sau. Hello em Quý ơi. Hello cả nhà. À đây là vợ em Quý đây. Hello. Là cô dâu. Cô dâu. Ở đây là kêu bằng cái gì đây Quý? Đây là bảy gia căn. Định quán. Ở đây là định quán hả? Dạ. Ngày mai là đám cưới bên nhà gái của em Quý á, thì được có đi qua đây để mình review vlog chơi. Chiều nay là nhóm họ không Quý? Dạ, chiều nay là nhóm họ. Nhóm họ rồi, ngày mai là để ăn. Chuẩn bị đeo gồng vô tay, cảm giác như thế nào em trai? Cảm giác cái làm hồi hộp à, run lên không biết nói sao tả luôn á. Dạ. Nắng quá nắng à. Đi, đi vô đây nè. À, đi hôm nay thì có sự góp mặt của em La Quang Hằng. Chào mọi người nhé. Đây em sa em nghe. Đệ tử của Tokura. Đệ tử của Tokura mang đôi dép mà mang vớ nó là dữ luôn rồi đó. Đây là mẹ em nha, nhìn giống không? À, giống. Bác nay nhiêu tuổi rồi bác? Bác hôm nay gần 70 rồi. Wow. Nãy giờ con vô đây con chơi biết lâu rồi chứ không thấy bác. Đây là gì? Gì kế mẹ. À. Dạ, đây là gì gì năm? Bắc ngoài Bắc. Gì là gọi là gì ba? Tư ngoài Bắc gọi là gì hai đây. Ở đây là mình đây là gì tư. Dạ, đây là gì ba. Dạ. Dạ con chào gì. Dạ. Dạ em là con dâu. Chứ phải ghẻ. Chứ phải ghẻ hả? Đây đây đúa cái nhà đây là cái gì nha, đây là nguyên gỗ mặn mặn mà nhìn đâu tính trái sari không à, nhìn nhỏ nhỏ mặn ngón tay cái rồi đã à. Ăn thử không em, ăn thử coi mặn này có gì đem vào à. Dạ. Ngon đùa giờ này không chịu nó mới tắm, vậy thì không tắm được. Chấm ăn thử nha. Đắng không? Đắng không sao uống được. Em đưa mấy đồ uống nha. Đắng đâu. Đây là chị ba em. Em gái nhỏ. Chị ba. Dạ đây chị dâu em. Dạ chị. Anh chị dâu lớn. Ở đây nhà mình đang nấu cháo gà hả chị? Đúng rồi, cháo gà đãi những anh em mà giống như bạn bè rồi gia đình ăn cơm trưa gọi là sum họp gia đình. À. Còn buổi chiều thì mình bạn bè giao lưu thì bên nhà gái nhà em có thể đặt bàn cho mọi người chơi vui văn nghệ buổi tối ạ. À. Wow, gà này gà vườn mình luôn á. Đúng rồi, gà nhà nuôi anh. Nhìn ngon quá mà. Tự nhất là cái phao câu ấy. Nhất nhì không câu. Thôi nghe thơm mức luôn. Dạ. Ở xài này mua hay là nhà luôn đấy? Xài nhà, xài nhà. Xài nhà ngoại gì á. Ngon vậy? Vườn nhà. Ngon chứ vậy? Thơm à. Chính này, cái này nó mới ngọt nè. Cái này mới ngọt nè. Đúng rồi, xài ba mua. Cái này là tối mà trà trà đem ra ăn cái tới tay luôn.
Rồi chào chào cả nhà nha. Thì hiện tại thì hôm nay là chiều 5 giờ cả nhà. Mình đàn gái cũng đang chuẩn bị nhóm họ thì được sẽ quay chia sẻ đến cô chú anh chị mình cùng xem những cái món ăn ngày hôm nay nha. Đây. Hôm nay nhà của bên nhà gái vợ của em Quý thì có chuẩn bị một số món ăn đó là heo quay, bánh hỏi. Cái này thì mình đặt bàn á cả nhà. Có xôi nè. Đây là heo gần né cả nhà. Quá trời món ngon luôn. Đây mấy cô với thím đang chọc cái cây xài sau lưng của được nè cả nhà. Có một trái chín rất là bự luôn. Thơm nữa, thơm chín cây. Giờ mình ăn thử luôn nè. Mình ăn lâu lắm rồi không ăn xài chín cây nha cả nhà. Nè. Mới bẻ luôn. Anh ơi phải quay cái chỗ rồi đoạn em chọc này cho nó rớt này nó mới đẹp này. Rồi quay cô. Đó. Wow, quá trời ngon cả nhà ơi. Ngọt. Ăn. Lại ăn hả? Lại ăn nè. Ăn thử nè. Wow. Chậm đi. Ngọt á. Chín dữ lắm rồi cả nhà, trái này chín cây nha, ngọt lắm. Wow. Chín cây ngọt. Ngọt không? Thì thè. Ngọt ngon hay chắc. Ngon. Quá bự à. Hả? Trắng mà không?
từ đó đặc sản, đặc sản hôm nay ăn đều, ăn đều thử, ăn đều nè, ăn đều nè, ăn chứ đều nè, làm chứ đều, làm chứ đều, làm chứ đều. Sao chát không, chát không? Quá là chát luôn. Thank you.
đây kết thúc luôn cả nhà ơi. Bye bye, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp cả nhà vào những video tiếp theo nha. À, quá bữa nay quá trời mệt luôn cả nhà ơi.